Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Như ta đã biết thì Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Và chắc hẳn các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam đều mong chờ trận thư hùng giữa hai cao thủ này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn tại giải vô địch Pháp mở rộng năm 2010. Trận đấu diễn ra ở thể loại cờ tiêu chuẩn, mỗi bên có 90 phút để hoàn thành ván cờ, với mỗi nước đi được tích lũy thêm 30 giây. Trong trận đấu này thì Trường Sơn là người chơi quân trắng và Quang Liêm là người cầm quân đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất hay nhất. Là đồng đội với nhau của đội tuyển quốc gia, Trường Sơn không lạ lẫm gì Quang Liêm, không cần thăm dò. Trắng nhanh chóng khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Như thường lệ, Quang Liêm đáp trả bằng nước mã F6. Sau nước mở màn quen thuộc, trắng lên tượng G5, sử dụng một nước cờ ít gặp nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Đen bình tĩnh lên tốt E6, cố gắng lái về các khai cuộc quen thuộc. Thế nhưng là đã quyết tâm chơi một trận lạ, trắng không dâng tốt C4 mà triển khai mã lên C3. Đen lên tốt H6, tấn công tượng. Trắng chạy tượng về H4. Đen dâng tốt C5, phản công vào trung tâm. Trắng lên tốt E3, củng cố vững chắc trung tâm. Thấy tượng trắng đi lạc sang bên cánh vua, đen tung hậu lên B6, tấn công vào điểm yếu B2. Trắng lập tức đổi tượng và mã F6 nhằm tạo ra tốt chồng trong trận địa của đen. Đen ăn tốt lên F6. Trắng đẩy tốt A3, tìm cách kiểm soát các ô đen bên cánh hậu nhằm bịt các lỗ hổng mà tượng để lại. Đen ăn tốt sang D4, trắng ăn tốt lên D4. Trường hợp mà đen ham ăn tốt B2 thì trắng sẽ nhảy mã lên A4, bắt chết hậu. Đen phi tượng lên B4, định trí tượng để giải cứu cho hậu thì trắng sẽ lên vua E2, khiến cho hậu đen không thể chạy thoát. Tuy nhiên thì đen cũng rất là quách tỉnh khi không ham hố ăn tốt của đối phương. Sau khoảng 15 phút suy nghĩ, đen đẩy tốt F5 với ý đồ sẽ đưa tượng lên G7, khống chế đường chéo chiến lược A1 H8. Trắng triển khai mã lên F3, đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, chĩa về phía trung tâm. Trắng đẩy tốt B4, chuẩn bị mở mặt trận tấn công cánh hậu. Đen nhảy mã C6, phối hợp cùng hậu và tượng tấn công tốt trung tâm D4. Trắng đã đề phòng nên lập tức nhảy mã lên A4, đuổi hậu đen khỏi vị trí tấn công. Quả nhiên đen buộc phải từ bỏ món mồi ngon, kéo hậu chạy về C7. Trắng lên tượng E2, đen đẩy tốt D6. Sau khi đã triển khai các quân nhẹ bên cánh vua, trắng nhanh chóng nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn. Đen cũng nhập thành. Vừa yên vị còn chưa kịp nóng chỗ, trắng đã vội vã dâng tốt C4, mở cuộc tấn công cánh hậu. Để đối phó với các cuộc phản công cánh, đen dâng tốt E5, đột kích thẳng vào trung tâm. Trắng tiến tốt sang D5, tấn công mã. Đen chạy mã về E7. Trắng qua xe C1, chuẩn bị lực lượng đột phá C5. Đen cũng đã có sự chuẩn bị nên liền lên tượng D7, hòng tiêu diệt quân mã nguy hiểm. Bị tượng đen tấn công, dù không muốn, song trắng cũng đành kéo mã chạy về C3. Đen lên tốt B6, tạo thành gọng kìm phong tỏa ô C5. Trắng lên hậu D2, đen nhảy mã lên G6, di chuyển sang mặt trận cánh vua. Trắng qua xe E1, mở đường cho tượng lui về F1, đề phòng đen nhảy mã về F4, tấn công. Đen bình xe sang C8, trắng theo kế hoạch lùi tượng về F1. Đen tiếp tục cho thấy khả năng tấn công đa dạng khi dâng tốt A5, đột phá để mở cột A. Với quân tượng mai phục sẵn ở G7, đen sẽ có cơ hội khống chế cột mở A. Chưa làm gì được đen mà còn bị đối thủ liên tục chọc ngoáy, trắng liên tiếp nhảy mã lên B5 tấn công hậu. Đen chạy hậu về B8, bí nước, trắng lại lùi mã về C3. Đen lên xe C7, trắng lại nhảy mã lên B5 tấn công xe. Đen chạy xe về C8.
Trắng lại lùi mã về C3. Thấy trắng tỏ rõ tư tưởng cầu hòa, đen liền đổi nước lùi tượng về E8. Trắng đẩy tốt H4, định lên tốt G3 phong tỏa các đường lên F4, H4 rồi đẩy tốt H5 tống khứ quân mã con đen về. Thấy vậy, đen liền lên hậu C7 chuẩn bị di chuyển sang bên cánh vua. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt G3 khóa chặt đường lên của mã đen, mãi mới đưa được mã lên tham chiến. Nếu để trắng đẩy tốt, đẩy lùi mã về phía sau thì đen sẽ bị thất thế hoàn toàn. Đen vội vàng đẩy tốt E4, mở đường cho mã chạy lên trung tâm. Tuy nhiên nước đi này lại khiến ô D4 bị mất kiểm soát và trắng lập tức đưa mã lên chiếm đóng ở vị trí chiến lược này, uy hiếp vào các điểm yếu trong thế trận của đen. Không để cho mã trắng lộng hành, đen lập tức dùng tượng tiêu diệt con mã D4. Trắng ăn hậu lên D4, đen đổi tốt sang B4, mở toang cột A cho xe tham chiến. Trắng ăn tốt lên B4. Sau một loạt nước đổi quân loạn xạ, đen tung mã lên E5, đe dọa vào F3, chiếu bắt xe và hậu. Thầm nghĩ, đến lượt anh. Ở đây thì trắng có thể lên tượng E2 để phòng thủ. Song Trường Sơn chủ trương thí xe để tung đòn phản công nên đã vào vua H1 tránh đòn. Nếu mà đen tưởng ngon nhảy mã về F3 tấn công đôi hậu và xe thì trắng sẽ chạy hậu xuống F6. Nên ăn mã vào E1 thì trắng sẽ ăn xe sang E1. Đen lên tượng D7 bảo vệ tốt F5 thì trắng sẽ ăn hậu sang H6 đe dọa chiếu ở G5. Đen lùi hậu về D8 phòng thủ thì trắng sẽ ăn hậu sang D6 và trắng sẽ có đủ sự bù đắp về lực lượng khi có một thế trận tấn công mạnh. Sẵn sàng tiến sang C5 tạo thành cặp tốt thông D5 C5 rất là hùng mạnh. Tuy nhiên thì Quang Liêm không hổ danh là một siêu đại kiện tướng, biết sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm khi ham ăn xe nên chủ động lùi hậu về D8 nhằm ngăn chặn bước tiến của hậu trắng. Không dụ được đen vào bẫy, Trường Sơn lùi hậu về E3, chuyển hướng sang tấn công quân tốt ở H6. Nên tung hậu lên F6 bảo vệ tốt. Trắng lên hậu F4 tạo ra đòn giằng để chuẩn bị ăn mã vào E4. Thấy vậy, đen lên vua G7 bảo vệ hậu. Trắng lên tượng E2 phong tỏa mã đen. Sau khi đã ổn định tình hình bên cánh vua, đen đưa xe xuống A3, xâm nhập vào trận địa của trắng để thăm dò. Trắng qua xe G1, chuẩn bị dâng tốt G4, tiến đánh cánh vua. Đánh hơi thấy có mùi, nên lập tức đưa tượng lên D7, triển khai phòng thủ từ xa. Không làm ăn được gì, trắng đành đưa xe quay lại D1, quay trở lại mặt trận chính ở trung tâm. Đen qua xe B3 bắt tốt, khiến trắng phải tự vệ bằng nước đẩy tốt B5. Theo chúng tôi từ đây, đen nên ăn mã vào C4. Trắng ăn mã lên E4 thì đen sẽ ăn tốt sang E4. Trắng ăn hậu vào F6 chiếu thì đen sẽ ăn vua lên F6. Trắng ăn tượng lên C4 thì đen sẽ xuống xe B2 bắt tốt. Trắng qua vua G1 bảo vệ thì đen sẽ ăn tượng lên B5. Trắng ăn tượng B5 thì đen sẽ ăn xe vào C1. Trắng ăn xe C1 thì đen sẽ ăn xe lên B5. Và đen sẽ thắng dễ dàng khi hơn một tốt, trong khi con tốt D5 cũng khó lòng bảo vệ khi mà vua đen lên trung tâm áp sát. Tuy nhiên thì Quang Liêm tỏ ra thận trọng khi tiến xe xuống B2. Trắng chạy tượng với F1 đề phòng. Lúc này thì đen mới ăn mã vào C4. Trắng nhảy mã lên A4 tấn công xe và bắt lại tốt B6. Đen chạy xe lên B4 bắt mã. Rất nhanh, trắng ăn xe lên C4, thí xe để ra đòn. Trắng cho rằng đen sẽ ăn xe lên C4, trắng ăn tượng C4, nên ăn xe C4, trắng ăn mã B6, bắt xe và tượng, nên lùi xe về C7, trắng ăn tượng D7, nên ăn xe sang D7 và thế cờ sẽ cân bằng. Trắng có vẻ dễ chơi hơn khi mà có con tốt thông ở cột B. Song nước cờ liều lĩnh của trắng không làm đen loạn. Sau một tính toán, nhận thấy đối thủ sót đòn, nên mừng rỡ ăn xe lên C4 thầm nghĩ: nướng quân à, vào đây
anh cân tất chót đâm lao thì phải theo lao, chẳng nghiến răng ăn tượng lên C4, đen ung dung ăn xe sang A4, định ra đòn phối hợp mà cuối cùng là bị mất quân tốt chay, trắng luống cuống chạy tượng về F1, đen lại qua xe B4 phối hợp cùng tượng vây bắt quân tốt B5, không thể bảo vệ tốt, trắng lùi hậu về E3 tấn công lại tốt B6, đen ăn tượng lên B5, trắng ăn hậu vào B6 tung đòn rằng chắc mẩm quả này là ăn được tượng đen. Tuy nhiên thì Quang Liêm đã có tính toán sẵn nên nhanh chóng thúc tốt tràn sang F4, tấn công thẳng vào đại bản doanh của vua trắng. Tưởng ngon, trắng nhanh chóng ăn tượng lên B5, nên lạnh lùng ăn tốt xuống G3, phá nát đội hình bảo vệ vua trắng và đe dọa. Một là xuống hậu F3 chiếu, bắt chết xe. Hai là ăn hậu xuống F2, dọa chiếu hết ở H2. Giật mình với nước cờ hiểm của đối phương, biết rằng mình trúng kế, trắng luống cuống bỏ tượng để kéo hậu chạy về E3 phòng thủ, nên không thèm ăn lại tượng mà ăn hậu lên H4 chiếu. Trắng chạy vua lên G2, đen lao hậu xuống H2, bùi thêm đòn chiếu chí mạng. Cùng đường, trắng chạy vua về F1 và mong chờ một phép màu. Thế nhưng Quang Liêm tấn công thì khó có thể sảnh. Anh lạnh lùng tiến tốt xuống G2 chiếu, trắng chạy vua lên E2. Nếu mà đen ham đẩy tốt G1 phong hậu thì sẽ sập bẫy của trắng. Khi đó trắng sẽ ăn xe sang G1, đen ăn hậu xuống G1 thì trắng sẽ qua hậu C3, chiếu bắt chết xe và phần thắng sẽ nghiêng về trắng khi hơn đen một tượng. Các bạn đừng quên để lại một like để ủng hộ admin, tiếp thêm động lực cho Ad phân tích các ván cờ vua mới nhất. Trở lại ván cờ thì cái bẫy trẻ con này tất nhiên là không thể qua được mắt Quang Liêm. Anh nhanh chóng xuống xe B2 chiếu. Hết đường chạy, trắng buộc phải lên xe D2 phòng thủ. Chỉ chờ có thế, nên lạnh lùng lùi hậu về H5 chiếu. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ thêm, Trường Sơn đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn thêm một rổ hành. Trường hợp mà trắng chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.